đây là cái đầu của ông là thiên nhiên, đây là cái giò trước, đây là cái chân trước, chân trước, đây là cái chân trước luôn, đây là cái mình vài thẳng đến hay sao, con sẽ bước, con sẽ quay, đó là đại diện trong phần này, bước đến đây là chư thần kêu liền, nói các ngươi lo trên mà không lo dưới, hăng quả liền. Rồi cô quá sợ sụi, cô nói nằm bốn hướng thấy điều ông bốn hướng, nói các ngàn ngươi lo mà không lo dưới. Tại cô kia vô tình hồi xưa không phải nó bằng gì đó con, cái thung lũng ở dưới. Thọ tàn như thọ tiễn, quả bất lành chưa trả giai thêm, nợ cũ chưa trả giai thêm nợ mới. Chứ không phải ai thấy tiền mà không ham. Nó đến với ta chẳng đem đồ cúng, chỉ đem hai chữ thành lộc, hương trà quả cũng không. Phật Tây Phương không thiếu những gì, thiếu những cái lòng thành chân chính, thấy không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Dạ con thì, ở đâu? Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Núi Sập. Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Chùa Bạch Ngọc. Hôm nay thì Bùi Hồ đang đứng cùng với chú Út và trước ông Từ là ông Từ ở chùa Bạch Ngọc. Và sau lưng cô bác quý anh chị đây đó chính là cái cổng vào của chùa Bạch Ngọc. Mà theo chia sẻ của chú Út á là ngôi chùa này có thể là nghèo nhất ở Việt Nam. Tại vì cô bác quý anh chị sẽ thấy nè, cái cổng chùa vô đây và trước đây là cái phần mộ, ở trong kia là phủ thờ của bà, trước của đây bà là trụ trì, bà bảy và trước đây bà là trụ trì ở đây của cái phần thiêng liêng gì cho bà. Và bên đây là cái chùa Bạch Ngọc. Đây là chùa Bạch Ngọc này, cô bác quý anh chị. Đó, thì bên đây là phủ thờ của bà bảy. Và ông đây, ở đây là ông thừa kế là ông Từ. Ông Từ. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây để quay những cái điều tâm linh cho cô bác quý anh chị xem, để nghe chú Út nói về trao đổi. Trao đổi về những điều tâm linh ở trên của bà Bảy, nhắc lại của bà là... Bảy nhắc lại những câu chuyện xưa. Thì mình đến đây và trước tiên là chắc là có lẽ là con với chú sẽ... con vô giống quay, cứ vô quay. Dạ chú phải bắt nạn cả con phải cố gắng, có chùa đàng hoàng mới có lên trên kia. Dạ cái chùa này thì cũ kỹ nghèo nàn nhưng mà không thu thập gì, không có nhơ bẩn, nghèo cho sạch ghét cho thơm, là nghe lời của chú Út để trao lời. Phật nói với ta, đến với ta chẳng đem đồ cúng, chỉ đem hai chữ thành lòng, hương trà quả cũng không. Thành lòng niệm Phật thì Phật độ mình, chứ Phật dụng lòng chứ không dụng vật, không dụng chữ nhân, không dụng chữ nhân chữ nghĩa. A Di Đà Phật. Thì bà Bảy ngày nay thì nghe là chú Út nói lại, thính thưa thì bà, thì cụ chùa chị đây, bà về đây 1946 sang đất này của phần của cụ. Trước đây bà ở cả nay cả tàu vô khoảng giữa. Cười bà con của cụ để điềm chỉ bà, hai bà để khai khẩn của đây, khang lại những người của cụ để bà thành lộc, xin phép các cái chùa tu tín ngày hôm nay. Hiện nay là bao nhiêu năm rồi? Dạ từ ngày 1946 là sang phần đất này. Có lẽ 49-50 gì đó bà xin phép bà cất chùa tới đây. Bà tự cất tự tu, bà không thu thập của ai, tất cả bà thánh. Đúng ra thì bà theo cái noi gương thì bà đất mũ xương thì hương nhưng theo đức thầy, nhưng mà báo hiếu cúng theo Phật Thích Ca một thường liên năm thứ bảy, thí dụ tháng viên tháng 7 tháng 10 thì bà nấu cơm chay tôm tắc để cúng 10 phương chư Phật trước, cúng sau đãi bà con tất cả trong một ngày. Thí dụ gần đôi bữa thì cô bác có cúng thì gia đình có nhận chút đỉnh, cúng rồi thôi rồi bà không nhận, đãi hoàn tất không nhận tiền ai. Cô bạch dạ xưa, bạch là trắng, ngọc là trong, bà không muốn thu nhận qua hết. Chi sức giữ lời thì cứ hết cái đời của ông bà Bảy cũng chỉ không nhận tiền. Thì kế thừa là ông Út với bà Út cũng không nhận. Ông Út năm nay sinh 1940, thị trấn Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cũng không nhận được. Khi ông Út có nói cái đôi lời thưa con kia, ông Út bảo cuối đời thì con ví dụ khó khăn thì để một thùng để lấy lửa lô cúng tam bảo. Thọ tàn như thọ tiễn, quả bất lành chưa trả giai thêm, nợ cũ chưa trả giai thêm nợ mới. Chứ không phải ai thấy tiền mà không ham. Và cô bác có lòng đến lễ Phật cúng dường, không cúng có lòng. Phật nói đến với ta chẳng đem đồ cúng, chỉ đem hai chữ thành lộc, hương trà quả cũng không. Phật Tây Phương không thiếu những gì, thiếu những cái lòng thành chân chính, thấy không? Thì cô bác thí dụ có tình thương mến thương, uống một hai ly nước ủng hộ, có sống nhang khói chùa chiền, chú cũng hàng ngày lễ hành lễ
hai buổi cầu cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mới ly, cho gia đình làm ăn phát tài lộc tâm bồ đề phát vạn sự như ý. A Di Đà Phật. Là cái đời của gia đình của chú Út nó như vậy, là phần chú Út để thừa kế nó lại chủ trì và bảy vũ. Đó, kế tiếp. Rồi bây giờ có phần kế tiếp cho cháu để phóng nghiêng để biết một hai cái chùa Bạch Ngọc đơn giản nghèo nhất, khó nhất mà xin thưa A Di Đà Phật không có để thùng phước thiện. A Di Đà Phật. Chú Út cái đó không có để thùng cúng dường. Dạ không cúng dường. Ở đây nên không có để miếu. Ở đây là lên đây có phần chùa Bạch Ngọc đã vừa xong, là ngôi thờ phủ thờ của bà Bảy là rất xong, kế tiếp lên của điện ông Thần Hổ và điện Ngọc Hoàng, và kế tiếp sau nữa là điện ông Thông Huy. Có không? Con thấy điện Thần Huy không? Đây cũng phải đã vô điện ông Thần Hổ, nhà chú không có ai chứ chú liền đi thí là đây là xin thưa. Thí dụ ngày xưa bà về đây bà cất chùa, cái có chùa cái cốc, hôm nay là cái miễn thần hổ để tiếp thu tính giờ. Cô bác xa gần, đại gia gặp nhiều cảnh khổ, nghèo khó khăn. Lên cái điện Thiên Dương Ngọc Hoàng của huyện Chăm Họ để cúng lễ bái xin chư thần độ mừng ai khá. Người ta đồng ý người ta để tu bổ để cúng dường cái ngôi thờ này của Nga Kiệt. Đây có tên là Hoàng Nga Kiệt, thành phố Long Xuyên cúng 73 triệu để xây dựng những ngôi thờ. Những cụ già không lên được trên thì cụ già lại cúng đây. Kế tiếp ga của ông Thần Hổ là thiên nhiên tạo hóa. Ngày xưa đây cho con xin phép. Cái ngày mùng 9 tháng chạp vừa rồi hồi kia là các đông Phật tử xa gần thành phố Long Xuyên đóng góp tình nguyện ngày trước nay xin gian giá chư thần độ bằng ăn thành công viên mãn để đóng góp để xây dựng bữa mùng 9 để che mái che cho ông thần hổ. Ngày hôm qua là ngày mùng 10 là hoàn toàn kết thúc rất tốt đẹp, là ta trước trọng kính trọng các vị để độ cho thần linh, độ cho những người bá tánh thập phương có tấm lòng chân thiện. Cho con xin phép con được quay hổ cho cháu Đồng Tháp đến đây giếng để quay lên những lưu niệm về truyền bá những người không hiểu, để cho ta thấy cái tâm linh của thần hổ. Cô bác nào có nhân duyên thì đến giếng. Chứ đây xin thưa chùa Bạch Ngọc Phạm Duy này không có thu thập, bà con đừng nên nghĩ không tiền không đến, chỉ tiền xe thôi. Ai gì đâu có thể lên đây. Được, chú sẽ lên. Mấy chú cũng xin phép cho chú lên luôn. Mới là hôm qua cũng hên phái đoàn hai chú lên luôn. Xin phép lên quay luôn thế giới luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Điểm chân thần thần khổ chứng minh. Hôm nay là ngày 11 tháng chạp năm Canh Tý, và chú phải đoàn Đồng Tháp con anh chú đến đây giếng muốn lưu niệm những ảnh chú để về phổ biến cho bà con những cái tấm lòng chân thành từ thiện, biết cái cảnh vật của lưu niệm của thiên tạo hóa. Thể sơn nó sập, thể trắng nó sập, ấp Đông Sơn Một, chùa Bạch Ngọc hang dơi, những có phần tâm linh như vậy. Bà con tâm đắc để cầu nguyện, chư thần đều có tấm lòng thì chư thần đều độ các cô bác có hài lòng ý nguyện để cúng dường. Ngày 19 tháng chạp, cô bác đóng góp để xây dựng các lễ mé che cho thần hổ được kính mưa kính nắng. Cái làm này là mới làm mới che xong. Mới hai mùng 9 làm qua là hoàn thành. Dạ, hôm kia làm qua. À đó con mai đó. Hôm qua con lên nghe quay hai chú kia quay luôn. Dạ. Điều luôn. Đó là đóng góp mấy cô bác thành phố Long Xuyên. Thì dạ. Tướng thốn nốt xa gần chung hùng đóng góp. Dạ. Những có tâm linh ý nguyện của bà con. Đây. Đây là cái đầu của ông là thiên nhiên. Đây là cái giò trước. Đây là cái chân trước. Chân trước. Đây là cái chân trước luôn. Đây là cái mình. Vài thẳng đến là sao? Con sẽ bước, con sẽ quay. Này là thiên nhiên hết luôn. Thiên nhiên tạo hóa. Xin thưa, con biết sao ngày xưa các cô bác để cầu giấy ân trên, cầu khẩn nhà các ngư độ, nhà các cô bác từ thiện lo trên. Các ngày chỉ bữa 4 giờ rưỡi, cô đó là đại diện trong phần này, bước đến đây là chư thần kêu liền. Nói các ngươi lo trên mà không lo dưới. Hàng quả liền. Rồi cô quá sợ sụi, cô nói nằm bốn hướng thấy điều ông bốn hướng. Nói các ngàn ngươi lo mà không lo dưới. Tại cô kia vô tình hồi xưa không phải nó bằng như con, cái thung lũng ở dưới.
Cô bước vô. Rồi cô sợ quá, cô mời mấy chị bè bạn vô. Thưa anh Út, chị Út, lên đây nếu khẩn giái cách thằng Hổ kêu con. Em như vậy. Anh chị lên gian nói nếu phải thằng Hổ ở đây thì cho con xin một keo để lập ngôi thờ thờ các ngài. Thì tất nhiên giái rồi chú gái vô lại để bái đàng hoàng. Xin một keo các ngài đồng ý. Mướn thờ chỉ sơn thôi chứ không sơn có đụng gì hết. Hồi xưa không biết bà con đi qua lại leo lên leo xuống không có để. Rồi cái ngày đó là ngày cũng như ra đời. Đó là đặt cái bàn lên luôn, mướn thợ sơn thôi chứ rất quá không được chạm hết. Bây giờ mình lên trên. Được, con bước lên đây con lưu niệm, con quay luôn vài cái đuôi. Từ trước đến sau, để giờ thưa ông cho con quay lưu niệm những người không biết để cho ta biết. Cho. Không có phương tiện người tới. Đúng thì có người cô bác nào có chim ngưỡng thì ta tới giếng, đúng không? Đó đúng. Vậy thôi. Đó, cô thấy gõ gào giống không? Ai tới đây đều nói quá cái hài lòng tốn tiền không tiếc. Ở đây thấy không? Luôn cả phần đuôi đó. Cái đuôi luôn đó đó. Xuống luôn. Con thấy rõ ràng không? Dạ. Ồ. Dạ. Thiệt hoài không? Đây là một cái điều mà thiên nhiên tạo được ở tạo hóa, nhưng mà cô bác quý chị có thể thấy được. Ở đây rất là giống con hổ. Dạ. Và mình đầu đuôi. Dạ. Yeah. Cái phần đuôi nhỏ này của anh chị vô. Đó. Rồi ở đây là giống như là cái phần cái chân sau. Dạ. Yeah. Cái chân sau á. Yeah. Nó lớn. Dài. Yeah. To lắm. Cái tưởng tượng không tả hết được. Dạ. Yeah, ở đây là thiên nhiên. Dạ, yeah, thiên nhiên. Những cái hòn đá ở trên đây nè thì không có một cái hình thù nào cả. Dạ. Yeah. Chỉ riêng đây là phần theo chú chia sẻ là ông hổ. Dạ. Yeah. Thì nhìn rất là giống luôn. Ngày xưa tạo thiên đường địa, ông cụ bà cụ về đây có thần khẩu thiệt. Nhưng mà các ngài đi quá vô đây, hiện vô đây quá thật cho ông. Dạ, và chú Út nói là có những cái câu chuyện mà tâm linh. Dạ. Liên quan đến thần khẩu. Tà ngày xưa có. Và ngày xưa nên có thật là mọi người quan du đó. Mọi người lên đây để mà lập cái hương án cho ông. Là ông Bảy bà Bảy chủ trì đây. Dạ. Cái phần mà sơn này là Phật tử sơn hả chú? À, cũng như xin phép ngài cho rồi mới mướn thợ sơn thôi chứ không gỡ gì hết. Dạ. Không chạm những gì đụng chạm hết. À, mình vẫn giữ nét quang sơ. Nét quang sơ của thiên nhiên tạo hóa. Nè cô bác anh chị nhìn tảng đá đằng trước này nè. Giống như là phần đầu của ông hổ á. Dạ. Đây, hàng ngày quý Phật tử đều cúng. Đây chú thành phố Hồ Chí Minh đến cúng 4 chậu bông. Dạ. Tượng trưng trái cây. Hồi sáng cũng có phái đoàn ở của bên Mỹ Hòa Hưng khai lễ chầu vụ cúng đãi làng hoàng lễ bái. Đây là nghe lên mạng là lên cúng liền. Cái lập tâm linh lâu chưa chú? Hả? Lập hương lâu chưa? Cái hương này 2000 lẻ mấy. Dạ. Chú cũng gần 20 năm rồi. Dạ. Thì cô bác trước là cũng khai thông là lập những cái ngôi thờ ở trên Cổ Nguyên Châm Phò và Tượng Ngọc Hoàng. Dạ. Thì nó có cái giống hay không đó. Đó mình mặc chân à vậy là bật sơn mấy ông đồ hết rồi được. Ông thần hổ á, cái đèn này bật nè. Dạ. Bình thường là bật bây giờ không cho, tại vì cái tắt không cho cháy, không cho cháy. Ông chiều sáng chắc không nói là tạm dừng. Dạ. Bởi vì hồi sáng có phần linh căn nói thương ốc ông là cũng như là thần thổ thì ở đây ông tạm biết tôn Cửu Quyền Cũ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ. Cái đó là quan trọng. Mấy chú nhà cũng không dám bỏ ra, tôi quay hồ xem thơm mấy chú xuống nghe thì không có ai. Hai phần định căn. Chú là năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ, chú sinh 1949, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 49 là gần 71 tuổi rồi hả? 72 con. 72 rồi. 21. Dạ. Đúng không? Cái này là đặt cúng dường hả chú Út? Cái nào? Cái này nè, lan can này tự chú làm cho bà con ta lên cúng. À chú làm luôn hả? Dạ, mướn trong năm nay, trong 2020. Là chú mới làm luôn hả? Mới làm. Đây là lên cái điện Thiên Dương, trước nhất là cái điện Bình Minh, cộng đồng của các chi vị chăm quan các ngài. À. Là Bình Minh. Con quay luôn cái bản luôn cho bà con đều thấy. À, chú làm luôn ha? Không có, cũng bà con Phật tử người ta gian giái ta lăng được người ta đóng góp. Đây là tượng Ngọc Hoàng. Ồ. Cao cả nhất.
Dạ. Xin quay cho con. Xin quay. Dạ. Chú Mỹ Hòa Hưng mới cúng dường 40 trước. Dạ. Áo phát cho cúng ngài. Áo phát. Dạ. Kế tiếp. Dạ. Đây mát quá. Bởi thiên nhiên cái điện bộ hồng chánh là thứ nhất, đây là cái viên ánh. Đây, kế tiếp là Phật mẫu. Dạ. Đây là Thánh mẫu. Đây là bà chú xứ. Đây là Phật Thánh Tiên. Con có quay không? Dạ, con quay rồi nè, chú, con đang quay nè. Đó, đây là cái chỗ cũng như là cái điện mùa hông. Điện này ở trên đây là chú xây hả? Bà con thí dụ khai xưa gian khổ cầu nguyện tụng kinh ông bà độ đóng góp xây dựng này trước. Ừ. Mới thần hỗ trợ mới xây dựng. Dạ. Cũng như cái đại gia mình mang cơ sở suy sụp lên cầu khẩn, người mà có tấm lòng chân thành mỗi người một ít để đóng góp. Đây của quyền cho họ, con được. Sẽ quay luôn. Dạ. Phải thành thử là họ trước mắt là sẽ trên đây trước. Dạ. Cầu khẩn làm ăn được. Dạ. Sau đó lên ơn trên độ là lại. Cúng dường cúng tiền chú không nhận, người ta cúng những các ngôi thờ. Dạ. Thì bắt đầu cúng đây trước, từ từ những người khác sẽ liên hệ cúng sau. Dạ. Đạt thành ý nguyện cúng một được 2-30. Đây kế là sơn thần. Dạ. Có điện chùa Bạch Ngọc cao đỉnh nhất. Đây kế tiếp điện Phật Vương và điện Ngọc Hoàng, điện Thiên Dương. À. Thì cũng như cái dầu hội. Dạ. Điện Mùa Hông là cái dầu hội là cao cả nhất. Dạ. Đây là cái chi nhánh. Thế chân để chấn để sập. Dạ. Nhỏ nhất nhưng mà cái phần thiên liêng. Dạ. Còn cái phần kinh tế là cái đây không có, A Di Đà Phật không có. Dạ. Thiên liêng cứ về. Dạ. Rồi mến mộ. Chú con có quay rồi. Chú cháu. Dạ. Mình sẽ xuống.